Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Đợt này có không có cái gì để mình gọi là tỏ tay tú tí tú tẩn với nhau, hai đứa mình cùng nhau ngồi coi ha. Giờ anh có một cái hơi bị hay luôn. Phim là chuyện bình thường. Anh nói thì cái này mà không hay không lấy tiền. Chứ cái gì? Coi mà không nghiện không lấy tiền. Ghê vậy? Ồ. Một clip đã đi vào huyền thoại. Một clip đã khiến một youtuber từ một con số 0 đi lên. Ghê vậy? Ồ, từ con số 0 đi lên gọi là con số 3 triệu. Ghê vậy? Biết ai không? 3 triệu mà không biết ai. AF Mobile. Ồ, coi clip của AF. Ừ, hôm nay hai vợ chồng mình coi clip ai không? Dạ em muốn coi clip nào? Clip đầu tiên. Không, coi clip đầu tiên thì nhạt quá, nó không có chung với nội dung Free Fire của mình. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình coi luôn clip Free Fire đầu tiên của AF đi. Ok. Ok, coi clip Free Fire đầu tiên của AF nha. Không hay, không lấy tiền. Ok. Nhưng mà hay thì cho 500. A few moments later. Ok, và bây giờ mình và cô Ngân đang có mặt trong cái kênh của AF Mobile mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tìm xem thử là cái video Free Fire đầu tiên của AF là cái nào nha. Ngày thêm cũ nhất đi. Đó, ngày thêm cũ nhất này. Ủa, clip đầu tiên của AF 5 năm trước này. Ui, xịn xò. Tức là AS cũng làm YouTube được 6 năm rồi mọi người, có một số clip được AS ẩn đi rồi. Cho nên là bây giờ hai đứa mình sẽ đi tìm cái clip Free Fire. Ui, đây. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ có một cái tựa game mới như là kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bà ghế lên tin. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ui, anh không nghĩ là ai ngày xưa đù với vậy luôn á. Tiếp Free Fire. Thì cái game này á là cái lối chơi tương tự như các game battleground trên máy tính và trên điện thoại luôn, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn và cách chơi nó nghe buồn ngủ luôn á. Rồi ok, không cần nói nhiều nữa. Link thì mình sẽ để ở phía dưới clip của mình, các bạn có thể tải ở đó cho nhanh, thay vì các bạn sẽ vô CH Play và gõ chữ Free Fire vào. Ủa nhanh hơn hả? À? Ủa có nhanh hơn luôn hả? À? Ủa vậy là nhanh hơn đó hả? Rồi, ok. Ủa vậy là nhanh hơn luôn hả? Thì cái game này các bạn có ok vô này. Ui đăng nhập Facebook rồi đàng hoàng nha, đùa đâu được. Ok là nó tự vô. Rồi, cái phần giao diện như thế này đó, mình có thể coi coi người như thế này thì được rồi. Ok. Người như thế này mẹ mà được phát. Nó không. Rồi. Bắt đầu chơi luôn thì vô chơi rất là nhanh. Rồi, tìm, vô, tìm đối thủ rồi. Rất là nhanh, tại vì cộng đồng Việt Nam của mình và những nước ngoài đang chơi game này rất là nhiều, tại vì game này rất là nhẹ. Vô là vô liền nè, thấy không? Đó nè. Bình ổn, rồi bình ổn, okay, cái bình lối ổn. Chơi rất là phong phú, bên này là đi đợi lại thì cứ như là liên minh rồi, không nói rồi. Đó. Mình là như liên minh quá được không? Các bạn đi lại như liên minh. Cái này vô là chơi okay, thôi. Người ta kêu đi lại như liên minh toàn lao với đâu. Vô làm sao là để đứng top. Vậy mới gọi là hay. Vô làm sao để đứng top. Chém thì cũng ra máu như thiệt vậy đó. Rồi bắt đầu lái máy bay nha. Thứ nhất bạn hai lựa chọn, một là nhảy trước, hai là nhảy sau cùng. Mình chọn cái cách nhảy sau cùng là okay, ăn nhảy sau cùng. Đây. Chỉ có hai cách rồi, nhảy okay. Phía nhảy giữa nữa. Phía đầu bên góc rồi, bên này cái map là xưa cái nhỏ xíu luôn thế. Các bạn cứ thấy mấy cái cây trục cái này. Đó. Các bạn làm sao xíu mà nhảy dù xuống những cây trục này thì trời, ở những cây trục này có hai khẩu súng. Một là khẩu AK-47, hai là khẩu WM. Đó, khẩu súng tỉa, súng nhắm. Rồi bắt đầu nhảy. Rồi mình sẽ tập trung tới cái hướng này. Và mình chắc chắn rằng mình phải lấy cái cây khẩu AK trước, tại vì nhiều người cũng phải nhảy theo mình đấy. Nhìn mặt mình là thấy kiên nhẫn rồi. Rồi ok, mình đáp ngay đúng cái khẩu AK luôn. Rồi ở phía trên là không có súng nhắm rồi. Hôm nay cái map này chưa có hoàn toàn có súng nhắm. Rồi mình sẽ tập trung đi lấy súng, tại vì cái bản đồ này rất là nhỏ. Mong rằng mình không chết giữa chừng khi mà đang lấy đồ. Thì lấy đồ thì chỉ cần nhấp vào thôi. Rồi ok. Ôi. Rồi thay đạn đã. Rồi thằng này sẽ chết. Mình cứ đứng đây nó lò ra bạn. Thằng này rồi, sẽ chết okay. Này. Ôi. Ôi sấy. Ôi. Ôi. Ôi, ôi. 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 Ôi.
dù mình bắn tỉa nó như vậy nhưng mà tại sao nó không chết. Tại vì lý do là mạng mình hơi bị lát nên là có thể là đạn ra hơi bị lâu. Trong đây á, các bạn để ý nha, đừng khinh bao giờ khinh cây súng nó. Mình thấy từ xa có một thằng len beng rồi. Cự ly của mình đang không tới nên là mình cố gắng mình sát sát nó lại gần xíu. Không tới. Ngày xưa chưa có ông nhắm rồi, em nhìn okay, mình... Ê, ui, đi bắn, rồi, đi bắn, rồi, đi bắn. Chết rồi, mình chết rồi. Mình chết rồi. Mình chết rồi. Rồi, xong. Ok, nó đứng gần vậy mà không bao giờ thấy. Ok, rồi, mình chết rồi. Quay lại thôi. Tôi cũng chơi nhanh mà. À, không sao, coi như là sai sót ha. Ơi, là ếch ơi. Rồi, chơi tiếp. Vô thì nó cũng nhanh mà, đâu có mất thời gian gì đâu có. Ok, coi như là nó sai sót thôi nha. Ok. À, đây là clip đầu tiên. Rồi, okay, mình sẽ cố gắng đúng top 1 cho các bạn xem. Ui, xảy ra Hàn Quốc hay không như bây giờ? Mình vừa live stream thì mình nghĩ là cái cơ hội mà mình đứng top 1 cũng khá là khó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng thôi. Bây giờ mình sẽ chọn phương án là nhảy xuống trước, nhấp luôn, nhảy luôn và xuống. Mình sẽ săn những thằng mà xuống sau của mình. Mình chỉ đang ngồi xem thôi. Ok, cô ấy nhảy rồi. Rồi, ok. Nhảy đi em ơi, nhảy đi em ơi. Nhảy, ôi trời ơi. Hồi nãy nhảy biết, bị chết. Và mình sẽ chọn cái địa điểm là cái màu xanh xanh phía trước mặt. Thì ở trước, trên đầu mình có một thằng. Nó đang cũng nhảy xuống ngay cái điểm đó. Mình nghĩ là mình sẽ xuống trước nó và mình lùm sẽ lùm xuống trước nó. Ok, mình lụm xuống trước nó nha. Súng đâu mi. Rồi ok, nó lụm xuống trước mình rồi. Cái quần về vậy. Ok, ok, bây giờ mình sẽ lụm xuống trước nó nha. Rồi, 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 ok, nó lụm xuống trước mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống trước nha. Và mình sẽ lụm xuống trước đó nha, mi. Ok, nó lụm xuống trước mình rồi, what the fuck man. Cái gì vậy trời. Bó tay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lụm xuống trước đó nha. Ok, nó lụm xuống trước mình rồi. Bệnh luôn á. Chạy luôn. Sai sót rồi. Sai sót rồi. Ôi sai sót rồi. Chết luôn. Sai rồi, 18 máu. Chết luôn. Quá sai luôn anh à. Sai quá sai luôn. Ôi, nó được theo kìa. Ừ, sập gân. Mày vô đây. Mày vô đây. Ôi, bắn xuyên luôn à. Đây. Ui. Rồi mình. Nó có một cái lợi thế là anh vô ấy trên rung á. Mà nghe được tiếng anh ấy. Cái này. Cái này nó nhìn được xuyên tường nha các bạn. Nó bị gì ta? Ôi, thằng kia sao mà chạy vòng nó vòng ấy ngoài vòng vậy? Vòng cái này gì ta? Rồi ok. Hình như mình vừa thắt lại thằng đó rồi. Còn ngoài ra thì những súng này sẽ không nhắm được. Không đi không kiếm được đâu các bạn ơi. Các bạn đi kiếm được cho tôi bắn nhau với các em ơi. Cố gắng. Ơi đại ơi, các ơi kiếm được đi các ơi. Cùng trừ bắn lét rồi, nhìn thấy được cái ở đó kia mà. Cậu này sẽ giúp mình tỉa từ xa. Dùng cái gì mà 451 kìa. Rồi, ba lô 1. Mình thấy một thằng đang ở phía trước mặt mình. Ui. Ui. Đây. Ở đây. Ôi. Ôi. Đúng rồi, mạng mình đang rất là lát nên là mình mới giết được một thằng. Còn mình thấy chiếc xe đang chạy lướt qua với một tốc độ bàn thờ. Ok, mình lại thấy một thằng nữa. Ôi. Ôi. Tổng cộng là mình giết 2, còn một viên nữa. Thôi, cho bắn đại vô đây rồi. Mình tới lượm cây bắn đại thôi. M4A1. Ok, bây giờ thì ta sẽ tới lượm cây M4A1 này rất là vừa mí nha các bạn. Bắn M4A1 cho mọi người nhìn tùm không chịu được. Thừa cây này. Lừa vãi. Chẳng qua mình lượm cho có súng như thôi, chứ mình đổi qua cây cây súng sọt gân á. Sắp là cà rất là sướng. Mình có một cái an giang là mình đứng trong góc nhà mình có thể nhìn ra được tìm thằng nào đang chạy. Biết là an giang luôn quá, cũng đó, biết đó là luôn một quá. Cái lợi thế trong game quá. Này nếu ai biết tận dụng okay. Cái này thì rất là ngon đó, đứng trong nhà mãi okay. Thôi rồi nhưng mà mình không thích thế okay. Mình thích đi săn tụi nó một okay. Là okay. Tụi nó, okay. Hai là tụi nó săn mình okay. Rồi còn bốn mạng rồi mình thấy một mạng đang chạy đầu đây mình mới okay. Thấy S thành con người rồi, S thành con người rồi, liệu là bây giờ phần xử lý của S sẽ đi về đâu. Vâng, mọi người có thể thấy là hiện tại bây giờ S đang okay, rất căng thẳng rồi. Nó sẽ nằm ở đây. Còn hai thằng, còn nó chạy đi đâu rồi? Rồi, còn hai thằng. Rồi, liệu rằng S có giết được một kill hay không đây? Rồi, các bạn đi như thế này giờ thì không hơi mệt sợ tí bị bắn người. Lén hay là gì đó. Tại vì cái bo của các bạn nằm sau lưng các bạn. Đây, okay, đây. Cái bo là không sau có thằng ngu okay. Nào nằm ở ngoài đó hết. Ủa, sao chỉ có nằm trong đây thôi. Chạy sát bo đúng không? Mình sẽ chắc chắn là như vậy. Chạy vô trước bo, giữa bo của người đúng không? Hoặc là phía trước mặt mình, những cái bon ga. Ui, ui, thấy người chưa, thấy người chưa? Mình cố né né qua sau đây xíu. Ui, cũng biết núp, ngày xưa cũng biết núp, rất giỏi, rất giỏi. Ui, ngồi luôn kìa. Ui, chuyên nghiệp thế. Đã, xuống.
hết sọt, em đi tiêu. Không, như ngày xưa là sao ai biết hết sọt? Tại sao mình phải bò như một con đười ươi như thế này? Tại sao tôi lại bò như con đười ươi như thế này quá? Còn 3 thằng sống thì mình nghĩ mình sẽ đứng top cho các bạn xem. Ok. Mình có hướng dẫn cái cách mà để tải rồi. Tải rất là dễ, các bạn chỉ cần đăng nhập vào nút xanh xanh, chọn phiên bản thử rồi lấy cái ạc mà bên Facebook của mình đã gửi nguyên một cái danh sách ạc luôn đó. Các bạn cứ thoải mái. Ui, ngày xưa cho nguyên một danh sách ạc cho mọi người chơi luôn. Đừng đã ạc mà test thử. Rồi, mình sẽ tìm một cái góc. Ui, ngày xưa cho nguyên một list ạc Facebook để cho mọi người chơi luôn, vãi đời làm đèn. Nhưng mà sau một thời gian núp thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ AS đã vào được và sống được top 2 rồi. Có giết được thầy top 1 không? Liệu là có giết được top 1 không? Không. Không gì cả. Vậy đảm bảo phía trước. Đó, rồi. Mình thấy một thằng đang chạy rồi, tới. Rồi, thấy đi rồi, rồi. Và mình xác định thằng này sẽ chết dưới tay mình. Ok, nó okay, đang nhìn vào hướng nào. Ok, xác định nó chết này, không biết ép okay, chết này rồi chết này. Ok. Rồi, chúng ta cùng hồi hộp chết nhé. Công, công, ui, ui, ui. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã đón xem. Thì nhớ ủng hộ kênh mình, nhớ đăng ký kênh mình nha. Rồi mình sẽ làm nhiều clip nói về cái game này nữa và cách để chơi nó đứng top liên tục luôn. Thì chiến thuật rất là hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chiến thuật rất là hay. Ớ rồi, muốn theo dõi tiếp thì mời các bạn xem những tập khác. Clip hét sàng quá. Ok, vậy là tất cả chúng ta vừa ngồi coi xong cái clip gọi là... Cho tiền. Cái gì? Tự nhiên cho tiền? Clip nhạc quá hả? Cái clip đầu tay của người ta phải như thế. Như thế thì anh vẫn đưa tiền mà. Không, đó là anh giỡn thôi. Đấy, ok, nói chung là hai vợ chồng mình đã ngồi coi được cái clip đầu tay của AS và bọn mình cảm thấy là clip nó nhạc kinh khủng khiếp luôn. Và clip đầu tay của AS về Free Fire nhưng mà cũng rất là hay. Vâng, với một YouTuber mới làm giống như mình ngày xưa mình làm gọi là mình không thể làm mà mình ngồi mình coi được. Ok, clip của bọn mình đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe thì bấm nút chuông nha mọi người. Bye bye.